hoạt động nghệ thuật thì với những cái sự giao thoa của âm nhạc thì chúng ta có thể biến đổi một chút để kết hợp dòng nhạc này với dòng nhạc kia, nhưng mà tôi nghĩ là mỗi người nghệ sĩ sẽ có một cái dòng nhạc để mình theo đuổi suốt. Và đối với tôi thì đó là nhạc country, và những cái ý tưởng, những cái lời nhạc, lời ca ý nhạc thì nó xuất phát lên, nó đã mang cái hơi hướng của nhạc country rồi. Nhạc country khi được kết hợp với nhạc rock sẽ tăng thêm phần tiết tấu mạnh và nhanh, tạo nên nhạc country rock. Country rock dễ dàng đáp ứng thị hiếu của giới trẻ bởi sự pha trộn những giai điệu vừa dàn trải mênh mang, vừa ẩn chứa sự mạnh mẽ dữ dội và đầy sức sống. Giai điệu và ngôn từ của dòng nhạc này mang nét đẹp từ cuộc sống tự nhiên, vừa phóng khoáng mạnh mẽ lại vừa trầm lắng sâu sắc. Khi anh buông lưới làm bạn với gió trời thì anh thấy thêm yêu cuộc đời. Ngô là hò khoan đón gió quê hương, nhìn về trời xa anh cất tiếng ca. Cái dòng nhạc country mà tôi đang làm thì nó có một cái đặc trưng là những cái người nghệ sĩ viết những cái ca khúc của mình mang cái tính tự sự rất là cao, tức là thường là mọi người kể những câu chuyện mang tính cá nhân, thế nhưng mà trong cái cá nhân đấy thì nó hay toát lên một cái cảm nghĩ chung mà mọi người có thể đồng điệu, mọi người có thể cảm thấy là mình cũng là một phần trong câu chuyện đó. Đấy là cũng là một trong những điều mà tôi yêu thích nhạc country, và đấy cũng là một trong những điều rất là tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi một dòng nhạc có một cái đặc điểm riêng, và khi mà tôi chọn dòng nhạc này thì có nghĩa là nó có những cái nét tương đồng với cái tố chất âm nhạc của tôi và cả cái suy nghĩ, cái tâm hồn của tôi nữa. Năm 2005, với việc thể hiện các ca khúc nhạc dân gian như Bèo Giạt Mây Trôi, Đi Học theo một phong cách mới mang hơi hướng country rock, Tạ Quang Thắng cùng với ca sĩ Hoàng Anh Khang đã tạo nên một cơn sốt nhỏ đối với những bạn trẻ yêu âm nhạc. Với hai ca khúc này, cùng với Hoàng Anh Khang, Tạ Quang Thắng đã đạt giải nhất cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông. Nhưng phải đến năm 2010, ca khúc Lá Cờ mới là mốc đánh dấu cái duyên của anh với dòng nhạc country rock. Ca khúc Lá Cờ đã đạt 3 giải thưởng bài hát Việt tháng 10 năm 2010. Đó là các giải do Hội Nghệ sĩ bình chọn, giải ý tưởng sáng tạo và giải do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho các ca khúc truyền thống xuất sắc. Nó đơn giản là những cái câu chuyện, bởi vì là mỗi một nghệ sĩ thì thường có những cái sự rung động riêng, có người thì rung động về tình yêu, có người thì rung động về tình cảm gia đình, có người rung động về những cái câu chuyện trong xã hội, thì đấy là mỗi một thời điểm, mỗi một con người sẽ có những cái sự rung động riêng, và cái quan trọng là cái người nghệ sĩ là cái người phải nắm bắt được cái cảm xúc của mình để ghi lại bằng âm nhạc. Nó vừa là một cái lời kể chuyện bằng âm nhạc, cũng vừa là một cuốn nhật ký ghi lại những cái điều mà người nghệ sĩ đấy đã trải nghiệm trong cuộc sống. Tháng 12 năm 2013, Tạ Quang Thắng sản xuất video clip Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi. Đây là sáng tác mới nhất của anh, như một lời khẳng định về sự nỗ lực trong việc đưa dòng nhạc country rock từ nguồn gốc Âu Mỹ xa xôi tới gần gũi hơn với giới trẻ Việt Nam. Tháng năm ngày xưa. Ca khúc Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi thì nó bắt nguồn cũng rất là tự nhiên, khi mà chị tôi thì lập gia đình và sinh em bé, thì khi mà đi làm thì cũng mang về để mẹ tôi trông hộ để có thời gian đi làm nó thoải mái hơn. Thì lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe những cái câu hát ru của mẹ tôi. Chính vì thế mà cái bài hát này nó được hình thành bởi cái chất liệu là những câu hát ru, và nó làm có một cái ý nghĩa sâu xa hơn. Đấy là những người nghệ sĩ như chúng tôi thì đi biểu diễn rất là nhiều nơi, đi cả trong nước lẫn ngoài nước, và mỗi một cái điểm mà chúng tôi đặt chân đến thì là những cái nét văn hóa rất mới và nó rất là cuốn hút. Thế nhưng mà cái cảm giác khi mà trên cái con đường trở về nhà mình, và khi mà được hội ngộ lại với những người thân trong gia đình, ngồi ăn cơm với nhau, tôi viết cái ca khúc Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi, tức là muốn nói rằng trong cuộc sống thì chúng ta sẽ phải đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng mà khi trở về thì cái ngôi nhà là nơi thân thuộc nhất, thân thương nhất. MV thì nội dung chỉ là một người đi làm ở xa và quay trở về,
với cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Những lời mẹ ru tôi bên nôi, tháng năm ngày xưa đơn sơ như thế đây. Mẹ bên tôi suốt khi yêu thơ, rất bình yên, đồng xanh bát ngát. Cô bé là lời trời xanh mấy giờ là nơi tuổi thơ. Vẫn đâu